Vâng, quý vị ơi, và có thể nói rằng một ngày hôm nay rất tuyệt vời, và đặc biệt nữa trở về với gia đình của Thuấn và Hồng. Rất cảm ơn mọi người đã dành những tình cảm thân thương, và ngày hôm nay cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, cảm ơn MC, cảm ơn các bạn, và đặc biệt nữa ban nhạc Tuần Giáo. Vâng ạ, nhạc công anh Hà, nhạc công anh Giang, cảm ơn anh Diệp và anh chị Đỗ Phụng, và cảm ơn MC Minh Cường. Và đặc biệt đến ngày hôm nay với những chương trình rất sôi động của chúng ta sẽ kéo dài khoảng 4 giờ ngày 21 ạ. Sẽ kéo dài khoảng 4 giờ ngày 21. Và chúng ta sẽ cùng hòa nhịp và chúc mừng cho gia đình của MC Minh Tuấn, MC Minh Hồng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nối tiếp chương trình xin cảm ơn mọi người, và sẽ trở về với những vũ điệu của đội múa MC Minh Hồng Nàng Dâu ạ. Một chào một tay thật lớn nữa không ạ? Hey! Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời chào mọi người đến với chương trình của chúng ta.